Rồi rồi rồi, nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi, nghe mà quen quen nè. Ấp 5. Ấp 5 vậy là cái chỗ cái nhà thờ gì á hả? Đây đi xuống có cái nhà thờ. Ông biết làm gì mà ông mới uống cà phê đây hai bữa rồi. Có cái huệ quán này luôn. Mới đi uống với thằng mối ngay chỗ này nè, mé bên Ấp 5 á. Dạ, vậy là nhà ông ở trên Ấp 5. Đây xuống đụng ngã ba là để ra trái. Ở bên cánh bên đó đó mà không biết Ấp 5 Ấp 6 thôi. Dạ. À, xin chào quý cô chú anh chị và bạn, hiện tại thì mấy anh em đang đi xuống xã Quế Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay thì chồng của thứ ba của bà Dung Hân á là gọi cho anh em, tụi em từ Sài Gòn chạy xuống. Mà giờ xuống gọi rồi cái chú nói về chú đi đám ma. Chú đi đám ma rồi chú từ chối rồi, chắc có lẽ là nãy mình xuống có like đó, chú thấy xuống xuống rồi thấy lên trên mạng á là chú yếu rồi, cái giờ chú không không ra mặt. Giờ mình đang ngồi uống cà phê đây này, xíu nữa thì mình sẽ đi vô cái ấp để tìm cái ấp của chú ở, rồi sẽ hỏi bà con đó, cái hình của chú, hỏi bà con đó đi vô tới nhà chú luôn để quay cho cô chú anh chị mình xem. À, em bây giờ em sẽ gọi điện thoại để xem của chú có bắt máy nữa hay không, chú có gặp anh em mình nữa không, nếu mà gặp trực tiếp thì nó hay, còn không thì bây giờ mình đi vô nhà cái bất ngờ luôn cho chú. Vậy tại chú Dũng, chú ở ở xã nào của huyện Châu Thành? Chú ở xã Thần Thạch. Dạ, vậy là bữa nào con xuống dưới con ghé nhà chú chơi được không? Khi nào ghé? Dạ, con đi hoài luôn ở dưới á. Dạ dạ dạ. Trời ơi, con nghe chú nói là chú người dòng nước hoa của bà Diệu Hân mà bả chung mình quá, bả dòng quá. Mẹ bả nó cũng đi. Không, tôi đi về bả bắt bà phủ nào. Con đi mấy năm trời rồi bà phủ là nữa. Thằng trời trái á. À, có rồi, rồi rồi rồi, con biết rồi đó. Thì chú vô đó sao đó, thì chú vô đó sao. Trời ơi, đụng má. Quế rồi, vậy là nếu mà vậy là đi xuống cái đường là. Dạ biết rồi, đi xuống cái đường mà là không thiếu nước phải không? Hả? Xuống cái đường thiếu nước phải không? À. Quế giờ là đi xuống vừa xuống cầu Miễu qua đó có cái dòng xây chạy qua. Cầu trái á. À, có rồi rồi, con biết rồi đó. Thì chú vô đó sao? Xuống dưới đó xuống bằng năm sáu cây cầu, vậy là cái đường vô khu công nghiệp gì đó phải không? Hoặc khu công nghiệp Giao Long thì nằm ở ngoài. Là chú vô trong hả? Khu công nghiệp Giao Long thì nhà tôi huyện nó đi xuống. Biết không? Vậy là chú nằm đường trong. Đường trong. Vậy là chú nằm đường mà chấp danh với là cái con sông Tiền mà cái đường hay chọc cha đâu thì mình quách đỏm phải không? Cái đường là khu du lịch. Dạ dạ dạ. Khu đó mà xe ngựa chạy nhiều. Rồi rồi rồi, con biết khu đó rồi. Bây giờ là chú có Zalo còn phải không? Có Zalo mà nó mới rồi. Đây hồi nãy giờ là anh em gọi là không bắt máy cô chú chị. Đây là mặt là chồng của thứ ba của bà Diệu Hân nè. Đó, Zalo. Số điện thoại gửi kết bạn này ổng cứ nhấn tắt hoài à, mà ổng kêu là kết bạn Zalo, kết bạn Zalo. Bây giờ ổng bắt đi rồi, giờ đi vô xã Quế Sơn gần cái khu du lịch để đem cái hình ổng ra hỏi bà con trong đó. Tìm được nhà là đi vô hỏi sao ổng chơi hứa lèo với anh em đã, hứa anh em đã giờ chơi hứa lèo. Chú Dũng ơi, chú Dũng ơi, chú cho anh em tụi con leo cột điện. Trời ơi, bây giờ đem xuống một bà quá đẹp luôn nè, cho chú nè. Đây nè. Cậu nha, con xuống tới đó con điện chú nha. Đây nè. Dạ. Cái số hồi nãy con điện chú á, cái số 7767 cái đuôi của con á. Dạ. Chị đi vào xuống cái gì? Đi qua bà đi đám ma bà đi nào về đấy. Chú ở đâu? Chú nói vậy, chú đang ở đâu chứ? Tối còn nói sáng 9 giờ con xuống tới rồi con điện chú mà sao chú không nghe máy? Trời ơi, bỏ công ty đồng xe
Trời ơi, bà con hẹn chú rồi, vợ con xuống con đang nằm đây nè. Thôi đi. Bây giờ chú ở đâu rồi, con chạy lại chỗ đó không chú, mà cách đi tiếp cho con làm đó không? Ở trong tình mình nó vô trong đường ảnh nó không á. Ừ, chú ở đâu chú? Ra quán rồi phải, con quay kết nối rồi thôi, con trái nhanh lắm. Con đi xa xuống bển vừa qua bên nụn qua mà qua cầu Hồng Rung xuống bển được tên mình bên đỉnh mưa. Vậy bây giờ chỗ nào chú gửi gì cháy đi, con chạy qua có quán cà phê nào lớn lớn á, ra quay chừng 10 phút 15 phút ạ. Trời ơi, chứ con tự chảnh con xuống đây rồi giờ sao? Con đi mệt thôi, đúng rồi, đi mệt thôi, giờ thôi, đừng có mấy chuyện nữa, đi tiếp khách. Đó, cô chú anh chị nghe đó, ông ngoài hôm á, ông hứa xuống, anh em xuống đã rồi á, bật đường lai lên nãy, cái xuống tới cái giờ nè, coi mấy này nè, chuẩn bị máy giờ đi vô nhà ông lai luôn nè, vô bắt ông luôn, vô bắt cóc ông luôn chứ giờ không có nói chuyện ấy được nữa, bắt bỏ xe đem lên về cho bà Diệu Hân luôn. Đó, bây giờ anh em là chuẩn bị đi lại xã Quế Sơn rồi, nãy giờ nằm nằm quán cà phê coi có ổng có đổi với không, mà chú lớn rồi, chú hứa anh em á, thà chú không hứa đi để cho anh em không có xuống không, tự nhiên là chú hứa anh em xuống giờ xuống đây cái giờ chú chơi chiêu kỳ quá hả, giờ con vô kiếm tới nhà chú luôn nè, đưa xuống số điện thoại của chú lên trên mạng luôn. Đây, đường này là vô nhà ông nè. Chuông reo mà không có máy. Rồi, cắt. Chú chơi kỳ quá cả nhà ơi. Hẹn xuống đã, giờ chú cho leo cây rồi. Gọi không bắt máy. Hồi nãy gọi thì nói đi đâu rồi. Không bắt máy cả nhà. Đây là chạy thẳng là Châu Thành. Châu Thành Bến Tre. Nhà của chú nói là ở xã Quế Sơn nghe, chỗ gần khu du lịch Cồn Phụng á. Quế Sơn Cồn Phụng. Đường vô khu du lịch á là xe ngựa chạy nhiều. Rồi. À, nói chung giờ là chú sợ luôn rồi đó. Điện mà đổ chuông không bắt máy. Bị giờ nếu mà chú người lớn rồi hứa là lên hứa cho anh em xuống để lên clip. Mà giờ chú để cho anh em từ Sài Gòn chạy xuống tới đây, nhờ chú nói là để bữa nào đi, bữa nào là bữa nào. Bó tay rồi. Hôm đó điện nói chuyện rõ ràng, nó hẹn là bữa. Đúng rồi. Hồi nãy cái đường lai của anh thấy anh lai đi xuống là ông thấy ông sợ, là rồi bắt ông bỏ xe đem về cho bà Diệu Hân, thấy nghe bà Diệu Hân sợ. Chắc hồi nãy nghe nói là bắt chú đem về cho bà Diệu Hân. Đem về cho bà Diệu Hân chắc chú sợ rồi. Chắc vậy quá. À, bây giờ là coi như anh Tâm anh ra anh hỏi đường rồi cả nhà. Chú hỏi chú đi làm hồ chú biết chú này không? Không biết hả? Ổng ở đây là đẳng vô cỡ khoảng 2 cây cầu nữa. Đi vô chỗ nữa 2 cây cầu nữa. Ổng đi làm hồ. À chú ở chỗ khác hả? À chú ở trên kia. Dạ con cảm ơn. Ổng đồng hồ. Ổng nói là ổng ở Quế Sơn ấp 34 nè. Chú biết bà Diệu Hân không? Vậy là chú không có coi trên mạng. To mẹ lắm.
Dạ, ổng nói là ổng xưng là chồng thứ ba của bà Diệu Hân, ổng gọi anh em tụi con xuống để quay hình ổng, giờ ổng tắt điện thoại luôn, ổng trốn tiêu. Dạ, cảm ơn chú. Vậy chắc có lẽ là ổng ở xích dưới chú không biết không? Chỗ đây không biết tên Dạ, ổng ổng tên Dũng, ở ngoài tên Dũng, ở trong có tên Nhẫn. Không biết Dạ tên. dạ 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 cảm ơn chú. Đây Dũng. Rồi rồi rồi, nhớ rồi nhớ nhớ rồi nhớ rồi, nhớ nghe mà quen quen nè. Ấp 5. Ấp 5 vậy là cái chỗ cái nhà thờ gì á hả? Đây đi xuống có cái nhà thờ. Không biết làm gì mà ông mới uống cà phê đây 2 bữa rồi. Có cái quán này luôn. Ông chú gì? có theo dõi bà Diệu Hân không? Theo gì? Theo dõi bà Diệu Hân không? Cô Diệu Hân á, cô Diệu Hân mà Không chửi sư Minh có Đệ á. coi, không có coi. Vậy là ông mới uống cà Ổng. phê cách đây 2 bữa. Nè. Mà địa chỉ ở đây không? Để, đúng rồi. Mới uống cà phê đây 2 bữa. Quán cà phê này 2 bữa. Là ổng nói là ổng chồng thứ ba của bà Diệu Hân. Không biết nhưng mà ổng mới đi uống với thằng mối chỗ này nè, mé bên đất năm á. Dạ, vậy là nhà ổng ở trên ấp 5. Đây xuống đụng ngã ba là đẻ ra Biết trái. ở bên cánh bên đó đó mà không biết năm mất táo thôi. Dạ. Ổng bà Diệu Hân là chửi sư Minh Tể trên mạng á. Rồi tụi con quay đăng clip lên cái ổng mới thấy. Ổng thấy ổng gọi. Đó con mặt kìa. Ổng thấy ổng gọi, ổng nói là ổng là chồng thứ ba của bà Diệu Hân. Chồng thứ ba. Chồng thứ ba, cái người chồng thứ ba của bà Diệu Hân. Sao mày cũng nhớ các thằng quen quen anh bả? Cánh bình ấp năm á, không phải cánh bình đây. Ấp năm ha, ở đây ấp mấy? Ấp năm, ấp sáu, hai, đây ấp ba. Ba ba xuống dưới này xíu rồi có cái ba quẹo hả? Dạ 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 giờ là chạy xuống nữa giờ đi dưới nữa, vậy là không chút con. Thấy hình như không biết ở ấp lên nào nhưng mà ở khu vực bên đó đó trong đây. Chị có coi trên mạng không, bà Diệu Hân chửi sư Minh Tệ không? Khi mà anh em tụi em á là đang làm vụ đó đó, ổng mới gọi điện thoại, ổng mới nói là ổng là chồng của bà Diệu Hân, chồng thứ ba. Không, cái bà Diệu Hân bà Nico mà đi chửi sư Minh Tệ á. Không phải, cái con đó là con Nguyễn. Miệng khác, còn cái bà này là bà lớn tuổi rồi, bà bảy mấy tuổi rồi. Đúng rồi. Dạ Quý Sơn mà ông nói là từ từ ở ngoài mà dòng xe đi vô đây á, là qua 4-5 cây cầu. Dòng xe ở ngoài cái ông này là ông tên gì? À, đúng rồi, nãy giờ em vô đây là khoảng 4 cây cầu á. Dạ, là ông nói là khoảng 5-6 cây cầu rồi đó, 4-5 cây cầu, 5-6 cây cầu rồi đó. Quải hát á hả? Dạ. Dạ. Đi kiếm ổng kêu đi xuống là ổng để cho anh em quay một clip với lại kết nối với ổng. Giờ cái sáng em bật cái đường like lên cái ông thấy ông thấy tụi em đi xuống đông quá, cái ông quản ông giờ ông nói ông đi đâu rồi, giờ ông điện thoại hoài ông có máy, tụi em đi kiếm ổng để quay cái ổng thôi chứ không có làm gì hết á. Là bây giờ cái bà Diệu Hân này bà chửi sư Minh Tệ lại chửi bên Phật giáo Hòa Hảo đó, nhiều người bức xúc người ta muốn biết mặt đó, là cái người chồng thứ ba thôi chứ không có phải là đi kiếm ổng mà để làm cái gì hết á. Mà ông sợ ông trốn. Không 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 có, không có. Nói chung là tại vì anh em nói trên clip á, ổng gạt mấy anh em tức đồ bắt ổng đem về cho bà Diệu Hân. Ổng nói bà Diệu Hân này kia rồi tùm lum, mới nói nhiều lắm, anh chị mở kênh mấy anh em ra là chị biết à. Dạ. À, sau khi mình tìm xuống tới nơi á thì các anh các chú ở đây chỉ cái nơi ở của chồng thứ ba bà Diệu Hân á. Mình cũng đã tìm được tới cái chỗ mở,
nhưng mà ổng đã trốn mất tiêu rồi cô chú anh chị, ổng không có dám ra nữa. Thì tại vì ổng bị chửi ở trên mạng là già rồi, nói chuyện mất lịch sự đó. Vợ chồng ăn ở rồi nhưng mà giờ ổng đi nói xấu bà Diệu Hân như vậy thì giờ ổng không dám ra mặt nữa, bị cái đường like của mình là sáng á, là mình nói là xuống sẽ kết nối cho ổng. Ổng sợ ổng luôn rồi. Nhưng mà con cũng phiên chú á, nếu con ăn ở với người ta rồi thì chú cũng đừng nên nói quá lớn như vậy nữa. Bây giờ bả thì bả sai thiệt, nhưng mà chú là càng sai hơn á.